Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tinh Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. EU đã phát động một cuộc điều tra nhắm vào công ty Meta của Mark Zuckerberg trong việc mà gây nghiện cho trẻ em trên mạng xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Liên Hiệp Âu Châu đã mở cuộc điều tra nhắm vào công ty Facebook và công ty Instagram với công ty mẹ là công ty Meta trong việc mà công ty này có tiềm năng đã gây ảnh hưởng về nghiện đối với trẻ em trong ngày thứ Năm, thì Quỹ hội Âu Châu và Giám đốc Hệ thống Điều hành loan báo rằng họ sẽ mở ra một cái tiến trình nhắm vào công ty Meta, nói rằng công ty này đã vi phạm vào luật bảo vệ trẻ em ở trên mạng xã hội có tên gọi là Digital Service Act, tức là DSA. Chúng tôi vẫn chưa có khuyến cáo với công ty Meta đã làm đủ để ra đáp ứng những cái luật lệ của DSA và rõ ràng họ đang có tiềm năng nguy hiểm gây ra cái phản ứng tiêu cực về tâm lý và sức khỏe của các trẻ em ở Âu Châu, đặc biệt là tình trạng gây nghiện. Đó là một trong những người đứng đầu trong cái thị trường nội địa của Âu Châu, quỹ hội Âu Châu có tên gọi là Thierry Breton đã đưa ra một bản statement. Và chúng tôi hiện nay đang điều tra sâu rộng về tiềm năng gây nghiện ở trong cái à, và ảnh hưởng của những cái trang à, mạng xã hội này, đặc biệt là, à, là cái việc mà họ xác nhận những cái công cụ về tuổi tác của trẻ em cũng như là bảo vệ cho cái à, quyền tư ẩn của trẻ em và các à, người vị thành niên và chúng tôi đang tìm cách nỗ lực để mà bảo vệ cho trẻ em của chúng tôi và trong thông cáo báo chí thì quỹ hội này cho biết họ quyết định là cái mạng tội của facebook và instagram đang có những cái uh, suy yếu về tình trạng kềm chế trong việc mà ngăn cản các em bị nghiện bởi uh... Facebook và Instagram, đây được xem là một trong những cái chính sách mới mà Liên Hiệp Âu Châu đã đưa ra nhằm có thể kềm chế các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ, trong đó nhiều công ty Hoa Kỳ đã liên tục bị phạt vạ, bị điều tra và bị đưa ra tòa bởi Liên Hiệp Âu Châu với các khung quy tắc mới của họ với danh nghĩa bảo vệ cho quyền lợi của trẻ em hay là bảo vệ cho quyền tư ẩn của những người sử dụng tại Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay sau khi bờ đê được xây dựng xong thì các chiếc xe chở hàng cứu trợ của giải gaza đã bắt đầu có thể thông qua khu vực này để tiếp ứng và cứu trợ cho người palestine những chiếc xe cứu trợ và xe trớt đã băng ngang qua một cái bờ đê tạm thời do hoa kỳ xây dựng ở tại giải gaza vào ngày thứ sáu trong đó gia tăng áp lực của cộng đồng quốc tế là sẽ có thêm những nguồn cung cấp ở bờ biển này, nơi mà hàng trăm ngàn người đang đối diện với cái họ mô tả là cơn khủng hoảng nhân đạo. Trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ cho biết, các chiếc xe trớt chở những cái sẩm phẩm vật nhân đạo đã bắt đầu di chuyển vào cái bờ đê này từ 9 giờ sáng theo giờ của địa phương và bờ đê này đã được phía lực lượng quân sự hoa kỳ à, đã xây dựng nằm trên cái bờ đê của à, do thái và trong đó diễn ra trong một tháng qua trong lúc mà đang có tình trạng gọi là bị càng ngăn cản và bị giới hạn trong việc chở hàng cứu trợ tới giải gaza những chiến hoàng cứu trợ này đi ngang qua cái bờ đê do phía hoa kỳ xây dựng là một trong những cái nỗ lực đa phương mà trong đó bao gồm luôn nhiều quốc gia đã đóng góp chung với hoa kỳ để nỗ lực hỗ trợ cho các cái tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại đây và những mặt hàng cứu trợ này à, dự tính là phía Do Thái sẽ kiểm tra ở khu vực Cypress, tức là khu vực bờ biển địa Trung Hải, trước khi mà nó băng ngang qua khu vực của lãnh hải của Do Thái để tiến vào giải Gaza, theo tường trình của giới chức Hoa Kỳ đưa ra. Và nhóm cứu trợ này gồm có cả Liên Hiệp, Liên Hiệp Quốc và một số những đồng minh thân cận của Do Thái đã đòi hỏi là phải có thêm những cái đường hướng cứu trợ cho giải Gaza, nơi được xem là đã có cuộc giao tranh giữa Do Thái và Hamas kể từ khi mở ra cuộc khủng bố ngày 7 tây tháng 10 và phía do thái cho biết rằng họ đã gia tăng nỗ lực để đưa mặt hàng cứu trợ vào giải gaza giới quân sự cho biết 365 chiếc trất chở hàng cứu trợ đã băng ngang qua khu vực kerem salam và ở eres vào ngày thứ năm và đã mang theo tất cả những cái thực phẩm cần thiết cũng như là các cái nhiên liệu thêm vào đó thì hàng trăm các cái lều đã được đưa tới khu vực mà được xem là để dành cho dân di tản ở thành phố rafah nơi mà do thái đang tiến quân vào đây đây được xem là cái khu vực mà do thái mô tả là khu vực nhân đạo tức là một cái vùng dành cho nhân đạo đó là bản tin liên quan tới tình hình của chiến sự ở giải gaza và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với cư dân của giải gaza đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của cơ đốc giáo đã lên tiếng và nói rằng cho bên cần phải ủng hộ cho Do Thái và họ rất là bất mãn sâu đậm hơn 157 tổ chức lãnh đạo của ngành à, của cơ đốc giáo đã có những cái à, lời phát biểu khác nhau về đạo cơ đốc giáo của Hoa Kỳ và trong một lá thư gửi cho ông Joe Biden dưới một cái à, nghị trình họ gọi là American Christian Leader for Israel tức là một cái nghị trình gọi là tất cả những người cơ đốc giáo Hoa Kỳ dành cho do thái à, gọi tắt là ACLI trong đó đặc biệt là bày tỏ sự bất mãn của họ đối với chính quyền Joe Biden khi mà ngưng lại vũ khí tiếp à, tiếp tế cho phía của uh, do thái trong lá thư này các nhà lãnh đạo lên tiếng cảnh cáo sẽ có hành động uh, nếu như mà cả, kẻ thù của cả do thái và hoa kỳ vẫn tiếp tục gọi là uh, đẩy cho biden vào cái hướng này sai lạc và trong đó nói rằng họ nói rằng là việc giữ lại tất cả những cái uh... À, mà buộc trách phía do Thái chịu trách nhiệm cho tất cả những cái sinh mạng thường dân ở giải Gaza, bất kể Hamas đã có những hành động sát hại thường dân là đều không thể chấp nhận được. Tái nhắc lại lời cáo buộc rằng là, là do Thái đã ngăn chặn việc hỗ trợ nhân nhân đạo ở giải Gaza mà không có một cái hành động nào lên án phía của Hamas đã đánh cắp tất cả những mặt hàng cứu trợ và gần như là không có buộc các cái tổ chức này, à, tổ chức khủng bố này chịu trách nhiệm và bỏ rơi do Thái ở tại Hội đồng Bảo an Liên Quốc trong thời gian gần đây khi bỏ phiếu về cái tình trạng ngân mắng ở giải Gaza và nó không thấy cho dấu hiệu nào đòi hỏi từ phía của Hamas và trong đó bao gồm luôn việc buộc do Thái phải chấp nhận một cái giải pháp của hai quốc gia bất kể đa số những người do Thái đều bất mãn với cái giải pháp này và bác bỏ một cái đề nghị về hai giải pháp đa phương mà trong đó để được đưa ra bởi lãnh đạo của Palestine và các nhà lãnh đạo cơ đốc giáo chỉ ra cho thấy là hành động này rõ ràng là trao giải thưởng cho Hamas trong việc mà có hành động tấn công ác độc nhắm vào Do Thái vào ngày 7 tây tháng 10. Bên cạnh đó là giảm đi tất cả những cái việc cấm vận đối với Iran bất kể rằng vai trò của họ đã giúp cho việc tài chính trong cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7 tây tháng 10 và vai trò của họ tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ ở tại khu vực cũng như là trong đó bao gồm luôn việc mà gọi là kêu gọi thay đổi chế độ ở tại do thái và tìm cách gọi là xen vào cái nền chính trị của do thái lá thư này đã kêu gọi joe biden là phải có một cái hướng đi đứng đắn và phải buộc hamas phải đầu hàng vô điều kiện trả tự do cho tất cả các con tin và họ phía cho bên cần phải hỗ trợ hết mình cho Do Thái đánh bại Hamas và xóa sổ họ ra khỏi giải Gaza. Đây được xem là lá thơ được đưa ra bởi 157 tổ chức à, cơ, đốc giáo và các lãnh đạo này nói rằng họ sẽ hỗ làm việc với lại tất cả cái mạng lưới của họ bao gồm luôn cả tổ chức cơ đốc giáo ở tại Jerusalem để tìm cách hỗ trợ cho Do Thái. Đó là một trong những cái áp lực mạnh mẽ đối với chính quyền của Joe Biden. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì à, Thượng nghị sĩ Thách Cruz đã kêu gọi Bộ Tư pháp và FBI điều tra xem những quốc gia thù địch ngoại quốc nào đứng phía sau các cuộc biểu tình về cái cuộc chiến ở giải Gaza. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan trong chính quyền liên bang điều tra có những quốc gia ngoại quốc nào đã cố cố tình cổ võ cho uh, cái việc mà biểu tình ở trên toàn quốc Hoa Kỳ ở trong các khuôn viên trường đại học liên quan tới cuộc chiến tại giải Gaza. Trong lời phát biểu ngày 15 tây, uh, thương, hôm thứ tư, thì uh, vị thượng nghị sĩ này nói rằng trong thời gian gần đây, cho biết là có một cái mạng lưới có tên gọi là Network Contaction Research Institute cáo buộc rằng đã có những liên hệ đã tìm cách gọi là với cái tổ chức gọi là set it down for palestine và phong trào này đã có liên hệ với đảng cộng sản trung quốc và phong trào này có tên gọi tắt là sid for p và theo tường trình của cái tổ chức nghiên cứu về à, cái tức về dữ kiện này cáo buộc rằng những người kẻ mà tổ chức hỗ trợ cho cái nhóm palestine tức là set it down for palestine gọi tắt là sid ID 4 P à, đã có hành động được sự tài trợ bởi chính Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông đã lên tiếng và kêu gọi cuộc điều tra này, trong đó thì à, à, họ đã chi tiết làm cách nào mà phía Trung Quốc đã chi ra cả hàng triệu mỹ kim với tiềm năng có thể lên tới 100 triệu mỹ kim để cung cấp nguồn ngân quỹ cho những kẻ biểu tình xâm chiếm vào các trường đại học và tìm cách gọi là đóng lại tất cả những cây cầu và các cái à, khu vực ở các cái bến cảng cũng như là các phi trường và ông Cruz sẽ biết quý vị nghĩ rằng Trung Quốc lo lo ngại cho hamas hay là trung quốc sẽ lo ngại cho cho phía Do thái sự thật là họ không khe họ không quan tâm những chuyện này họ qua cái mà họ quan tâm là người dân hoa kỳ họ tìm cách thúc đẩy vào việc là chọc phá và tìm cách phân hóa xã hội hoa kỳ và tạo ra những cái sự khác biệt ở trong cái quốc gia này đây được xem là lời cáo buộc mạnh mẽ của ông ted cruz và ông kêu gọi bộ tư pháp cũng như FBI là phải điều tra toàn diện những kẻ đứng phía sau kích động các cuộc biểu tình ở trên các khuôn viên trường đạo trên toàn quốc của những người được nhân danh là ủng hộ cho Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã đưa ra một số những cái bản kế hoạch mới chấm dứt việc cho thuê vùng đất của liên bang cho việc khai thác về than đá. Chính quyền của Joe Biden đã đi thêm một bước cực xã trong đó đã đề nghị là chấm dứt việc mà cho thuê các vùng đất của liên bang để khai thác về than đá và điều này là họ chỉ ra cho thấy là có những thách thức về cái gọi là khí hậu môi trường và tạo ra sự ô nhiễm nhiều hơn so với lại nhiên liệu hóa thạch cái cơ quan quản trị về đất của liên bang đã đề nghị nói rằng là hàng triệu cái cơ sẽ bị ảnh hưởng trong vùng đất của liên bang sẽ bị chấm dứt và sẽ không cho thuê mướn thêm đặc biệt nằm ở khu vực gọi là Powder River Basin ở khu vực Wyoming và tiểu bang Montana và ngay lập tức thì nó đã gây ảnh hưởng bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng tới cái nguồn cung cấp năng lượng cho Hoa Kỳ. Trong khi đó, đảng Cộng hòa tại Quốc hội dường như trong mấy tuần lễ qua đã bắt đầu tìm cách ngăn chặn chính quyền của Joe Biden đã công bố một loạt những cái chính sách thông qua cái bộ quản lý môi trường của họ và bộ quản lý về đất đai của liên bang để ngăn chặn tình trạng khai thác tất cả những cái nguồn năng lượng mà họ cho rằng vi phạm và tiêu chuẩn môi trường và cái dòng sông powder river basin là cái dòng sông chạy qua của hai tiểu bang wyoming và kể cả montana nơi mà cựu tổng thống trump đã cho phép để có thể uh, thực hiện cái chính sách gọi là tăng cường năng lượng và trong đó ông xóa bỏ tất cả những cái ý định về khí hậu toàn cầu và chính quyền của Joe bên có thể sẽ tiếp tục uh, đưa ra lệnh cấm không cho phép thuê tất cả những vùng đất của liên bang để mà khai thác về than đá với danh nghĩa là để bảo đảm cho môi trường và nó việc này sẽ chấm dứt tất cả các cái uh, Hợp đồng thuê mướn từ đây cho tới năm 2041 có nghĩa là họ sẽ không ký thêm hợp đồng mới và sẽ chấm dứt tình trạng mà gọi là thuê các cái vùng đất của liên bang để khai thác về than đá ở Wyoming cũng như là ở phía của Montana cho tới năm 2060. Đây được xem là một chính sách của Joe Biden nhằm có thể đáp ứng cái áp lực của lực lượng cực tả về môi trường đang muốn ông ta ngưng lại tất cả những cái nguồn năng lượng mà họ cho rằng vi phạm về tiêu chuẩn môi trường đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và dưới áp lực của công chúng cũng như cả lưỡng đảng thì chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu gia tăng việc giải quyết các trường hợp di dân bất hợp pháp trong thời gian gần đây, họ băng ngang qua biên giới với một cái chương trình mới. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền Joe Biden đã cho tăng tốc các cái tòa án xử về các cái di dân bất hợp pháp cho những người độc thân mà đã băng ngang qua biên giới một cách bất hợp pháp trong một chương trình mới loan báo vào ngày thứ năm là một phần trong nỗ lực giảm đi tình trạng di dân bất hợp pháp đã à, xâm nhập vào Hoa Kỳ và trước cuộc bầu cử ngày 5 tây tháng 11 theo tường trình của chính quyền Joe Biden đưa ra những người độc thân mà xuất hiện trên tòa à, gần như ở năm thành phố là Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles và New York có thể sẽ à, được à, trong thời gian gần đây có thể sẽ bị trục xuất hoặc là sẽ bị giới hạn à, trong việc mà họ nói rằng họ có 180 ngày tức là 6 tháng ở lại đây trong lúc mà họ chờ đợi cái hồ sơ của họ được duyệt xét và Jordan đang tìm kiếm cái cuộc tái tranh cử vào tháng 11 đã bắt đầu có những chính sách cứng rắn hơn với là nạn di dân ở biên giới đang gây ra cơn khủng hoảng tại Hoa Kỳ và được xem là một trong những cái đề tài hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Và hiện nay thì cựu tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích Joe Biden đã buông lỏng biên giới và khiến cho cơn khủng hoảng biên giới đã xảy ra. Trong khi đó thì bộ trưởng an ninh nội địa là ông Alejandro Mayorkas trong bản statement đã thúc giục phía quốc hội thông qua một cái người dự luật ở trên sàn thượng viện của lưỡng đảng trong đó gia tăng về việc mà tăng cường cái biện pháp ở biên giới. Tuy nhiên thì ông Mayorkas vẫn đã không dùng cái quyền hành của ông ta để mà có thể ngăn chặn tình trạng này và ông ta đổ thừa trách nhiệm qua phía của à, của hội trong khi đó thì chính quyền của châu bên cho biết là họ sẽ thúc đẩy việc mà thực hiện các cái việc duyệt xét những cái hồ sơ xin tị nạn và xin được cư trú lâu hơn của các di dân bất hợp pháp và có ít nhất 10 quan tòa đã được bổ nhiệm cho cái chương trình mới này nhằm thúc đẩy nhanh hơn trong việc mà duyệt xét hồ sơ của những di dân bất hợp pháp độc thân băng ngang qua biên giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay bà phó tổng thống Kamala Harris đã lên tiếng chấp nhận sẽ tranh luận với người đứng chung liên danh với ông Trump mà vẫn chưa biết là ai. Bản tin mới nhất cho biết thì bà Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà ta đã đồng ý là sẽ tranh luận với người đứng chung liên danh phó tổng thống của cựu Tổng thống Trump. Bà này đã lên tiếng chấp nhận cái lời tranh luận sau khi mà ông Joe Biden đã đưa ra và cuộc tranh luận của hai người phó tổng thống này là ngày 23 tây tháng 7 và ngày 13 tây tháng 8. Trong đó thì ông Trump dự tính là ông sẽ loan báo cái người đứng chung liên danh của ông trong cái vai trò phó tổng thống vào cái ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Cộng Hòa là ngày 15 tây tháng 7. Và tôi không thể nói bất kỳ gì 100%, tuy nhiên thì chúng ta đã tiến rất gần, ông Trump đã phát biểu như trên và tôi có thể sẽ đưa ra cái lời loan báo này tại Milwaukee, nơi mà chúng ta có thời gian tuyệt vời. Và trong đó thì chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã tuyên bố là sẽ chấp thuận cuộc tranh luận giữa Joe Biden và ông Trump ngày 27 tây tháng 6 là cuộc tranh luận đầu tiên và ngày 10 tây tháng 9 là cuộc tranh luận thứ hai. Cuộc tranh luận của hai cái vai trò phó tổng thống này sẽ được trực tiếp trên đài truyền hình CBS và mạng lưới của đài truyền hình này. Và trong lá thư gửi cho đài truyền hình Fox News thì chiến dịch tranh cử của cả Biden và Harris cho biết là họ đề nghị à, tất cả những cái cuộc tranh luận này sẽ bắt đầu à, trừ, trừ sau khi mà ông Joe Biden đã có một cái phiên họp với lại à, hội khối của G7 trong cái hội nghị thượng đỉnh của họ. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất về cuộc tranh luận của ông Joe Biden và ông Trump cũng như là bà Kamala Harris và người phó tổng thống đã nằm trong liên danh của ông Trump mà tới giờ phút này vẫn chưa biết là ai nhiều người đã được đề danh ở trong cái vai trò này bao gồm luôn cả hai vị thống đốc của Sao North Dakota tức là ông Burgum và kể cả bà Chrissy Noem cũng như một số thượng nghị sĩ đã được đề danh trong đó gồm có Jerry Van Tim Scott, Marco Rubio, hay là ông Ted Cruz và bên cạnh đó thì một số những dân biểu khác cũng đã được đề nghị trong cái vai trò này, gồm có bà Eric Stephanic ông Biden, Donald cũng như là bà Taylor Green và một số à, những người à, dân cử khác cũng đã nằm trong danh sách này. Bên cạnh đó thì ông à, Vivek Ramaswamy vốn là một người gốc Ấn Độ và là một người chưa có kinh nghiệm chính trị mới có 38 tuổi cũng nằm trong danh sách có thể nằm trong cái vai trò là phó tổng thống. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà chưa biết được ai sẽ ngồi trong cái vai trò phó tổng thống của cựu tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và theo bản báo cáo mới nhất của tờ Wall Street Journal đưa ra, các đồng minh của ông Trump đang có một bản kế hoạch ngay đầu tiên trong vấn đề dập tắt về tình trạng di dân bất hợp pháp các đồng minh cử cựu tổng thống trump bao gồm luôn những người đã từng phục vụ trong chính quyền trước đây của ông những người ủng hộ và những chuyên gia về di dân à, cho biết là họ đã gia soạn sẵn một số những bản kế hoạch khi mà ông đã sẵn sàng trong ngày đầu tiên quay trở lại ghế tổng thống là dập tắt tình trạng di dân bất hợp pháp trong đó là sẽ chuẩn bị cho ông lời cam kết là sẽ có hàng loạt các cuộc trục xuất đối với hàng triệu di dân bất hợp pháp theo nguồn tin cho biết và các nguồn tin này đã nói với tờ Wall Street Journal là mục tiêu của họ là giảm đi tình trạng di dân bất hợp pháp đang tràn ngập ở quốc gia này và dưới chính quyền của Joe Biden và chính sách của ông ta thì đã coi rất là chậm trễ và rất là ít những trường hợp bị trục xuất trong khi đó ông Trump cho biết ông sẽ nỗ lực trục xuất con số được xem là khổng lồ nhất ở trên toàn quốc Hoa Kỳ trong lịch sử trong đó thì bao gồm cả hai người là Susie Wise và Chris laciviata được xem là cố vấn cao cấp của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024 đã nói chuyện với lại một số những đồng minh của ông Trump và cáo buộc rằng giới truyền thông đã cố tình đưa ra những nguồn tin được xem là gọi là theo dạng đối với ông Trump và dưới những cái thông điệp đã được trực tiếp từ tổng thống Trump hoặc là những thành viên được xem là hợp pháp trong chiến dịch tranh cử của ông không có một tương lai là cái nhân viên nào của tổng thống sẽ loan báo bất kỳ một cái chính sách nào. Tuy nhiên một số giới chức ở trong cái nhóm này cho biết họ dự tính là sẽ có bản kế hoạch là sẽ nếu như ông Trump chiến thắng, họ hy vọng là sẽ không có xảy ra trường hợp như năm 2016 khi mà ông Trump đã đuổi ông cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey là Chris Christie à, đứng trong cái vai trò cái toán chuyển tiếp của và à, đẩy ông này ra một bên và trong đó gần như là bây giờ các à, cố vấn của ông Trump đang làm việc à, cận lực để mà có thể có một cái bản kế hoạch chính thức và trong đó <laughs> những nhân vật được à, nằm ở trong cái toán soạn thảo tất cả những bản kế hoạch này bao gồm luôn cả một trong những à, cựu bộ trưởng an ninh nội địa là Jack Wolf rồi thứ hai là Mark Morgan người được xem là sẽ nắm trong cái cái vai trò là quyền ủy viên của cái cơ quan đặc trách về quan thuế và tuần tra biên giới Joe Eklon được xem là người đã phục vụ trong vai trò từng phục vụ trong vai trò là quyền đà giám đốc của cái uh, cơ quan gọi là đặc trách về quốc tịch và di dân. Đây được xem là một trong những cái uh, chiến lược mà các cái đồng minh của ông Trump đã bắt đầu soạn thảo cho một cái ngày đầu tiên mà ông trở thành tổng thống và ký những sắc lệnh đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin tài sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay đã bay về Florida để dự lễ tốt nghiệp trung học của người con trai Úc của ông là Biden Trump. Cựu Tổng thống Trump sẽ có mặt trong cái buổi lễ tốt nghiệp của người con trai Úc là Biden Trump ở trường đại học ở Florida trong ngày thứ sáu sau khi mà ông đã hoàn tất cái ngày cuối cùng trong phiên tòa ở tại New York. Biden Trump năm nay 18 tuổi đã tốt nghiệp ở tại trường trung học có tên gọi là Oss Brick Economy ở khu vực West Palm Beach ở Florida và lễ tốt nghiệp sẽ được diễn ra một cách gọi là à, kính đáo và ông à, Biden Trump à, đã sẽ tê, đê, đê, sẽ bắt đầu cái tiến trình vào trường học. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết là sẽ chọn cái trường đại học nào. Trong khi đó thì cựu tổng thống Trump trước đó đã lên tiếng và nói rằng là ông có thể có mặt trong cái buổi. À, tốt nghiệp của con, con trai con bất kể quan tòa có cho phép hay không. Và trong đó thì à, cuối cùng thì à, quan tòa à, Huan Merson đã đồng ý để cho ông Trump phải có mặt trong cái buổi lễ tốt nghiệp con trai Úc của ông. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mà trong đó rất nhiều người ở West Palm Beach đã bắt đầu tụ tập để mà đón chào cựu tổng thống Trump trở về Florida. Sau hơn à, gần 4 tuần lễ, ông phải bị kẹt ở New York để mà kẹt trong phiên tòa. Trong khi đó thì cựu đệ nhất phu nhân là bà Melania nói với đại truyền Fox News là bà hy vọng là cái mối qua cái cuộc lễ này nó diễn ra suôn sẻ và tránh gây ra những xôn xao phiền phức. Đó là một trong những cái lời tuyên bố của bà Melania đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện đã bắt đầu lo ngại về số lượng đông đảo của di dân bất hợp pháp trung quốc ở tại biên giới hoa kỳ các thành viên của đảng cộng hòa tại cái quỹ ban đặt trách về an ninh nội địa đã bày tỏ sự lo ngại rất quan trọng trong việc mà các công dân Trung Quốc đã có một cái mức cao rất là lớn, à, rất là cao khi mà xâm nhập vào biên giới của Hoa Kỳ dưới chính quyền của Joe Biden. À, theo tường trình của cho biết thì tiểu quỹ ban này bao gồm nằm trong tiểu ban giám sát và điều tra cũng như trách nhiệm chủ tịch của tiểu quỹ ban này là dân biểu Dan Bishop của Đảng Hòa tại North Carolina đã có cuộc điều trần ngày 16 tây tháng 5 về tình trạng công dân Trung Quốc chưa từng có đã tràn ngập qua biên giới của Hoa Kỳ lên tới 27.000 người kể từ ngày 1 tây tháng 10. Và trong bản báo cáo mới nhất của cơ quan CBP, tức là cơ quan quan thuế và tuần tra biên giới, cho thấy là trung bình 3.324 công dân Trung Quốc đã băng ngang qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ riêng trong tháng 4 và con số này được xem là vượt quá mức của con số của năm 2022 và năm nay tổng cộng là có 27.000 người và trong đó băng ngang qua biên giới là 24.000 người ở phía nam à, trong cái thời gian của năm 2023 và số lượng này đã tăng lên khá nhiều và dẫn tới sự lo ngại của các thành viên nằm trong tiểu ủy ban đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ trên sàn Hạ viện Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là đang có tình tình trạng gọi là hoạt động gián điệp có thể xảy ra cùng một lượt trong ngày hôm nay, Putin ở tại Trung Quốc đã nói rằng việc mà Hoa Kỳ cấm vận đối với lại nước Nga sẽ phá hủy đồng Mỹ kim. Ông Tổng thống Vladimir Putin trong ngày thứ sáu nói rằng các cái chính sách cấm vận trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ sẽ là phá hủy cái giá trị của đồng Mỹ kim. Trong lúc Nga và Trung Quốc đang tìm kiếm cái đường hướng để ngăn chặn sự đe dọa nhắm vào các ngân hàng của Trung Quốc, trong lúc mà ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc là hỗ trợ cho phía của Nga. Washington đã bắt đầu đánh các tất cả những cái lệnh cấm vận vào Nga sau khi mà họ xâm lăng vào Ukraine. Và hiện nay thì đang dòm ngó tới cái việc mà sẽ có một số những cái lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào các ngân hàng của Trung Quốc và các công ty của Nga khi mà họ nhận trách nhiệm chuyển ngân cho các công ty của Nga. Và lời phát biểu trên đài truyền hình trong lúc mà ông Putin đang viếng thăm Trung Quốc và ông ta nói rằng tất cả những lệnh cấm vận đơn phương này à, đã không được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và ông ta nói rằng việc mà đối phó với những cái sản phẩm của à, phía Hoa Kỳ mà gọi là phá hủy này, ông ta gọi là một cái hành động ngu ngốc của chính quyền Joe Biden. Đây được xem là một trong những phản ứng mới nhất của Putin trong lúc mà Hoa Kỳ và Âu Châu đang thảo luận về việc sẽ trừng phạt kinh tế và trừng phạt đối với một số ngân hàng của Trung Quốc khi họ tiếp tay cho phía của Nga tiếp tục giữ vai trò chuyển ngân cho việc buôn bán của Nga với những công ty nằm trong danh sách bị cấm vận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc cũng như của Nga ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay lại có tình nghi là Bắc Hàn lại bắn thử một số những hỏa tiễn sau khi mà Nam Hàn và Hoa Kỳ thực hiện một cuộc tập trận bằng không quân. Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Hàn đã tình nghi là bắn thêm một cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ở bờ biển phía đông của họ vào ngày hôm nay thứ sáu. Giới chức Nam Hàn đã cho biết như trên chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ và Nam Hàn đã thực hiện một cuộc tập trận không quân của họ. Văn phòng Tổng tham mưu trưởng của Nam Hàn cho biết là các hỏa tiễn này đã bắn ra từ phía đông bờ biển gọi là Wonshan và bay với mức gọi là 185 dặm trước khi mà rớt vào cái vùng biển nằm giữa bán đảo của Đại Hàn và của Nhật Bản và văn phòng của nội các của Nhật Bản với người tổng thư ký là Yoshinasa Hayashi cho biết là hỏa tiễn của Nam Hàn đã rớt bên ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản theo tường trình của hãng thông tấn AP và đây là lần thử nghiệm mới nhất của Bắc Hàn trong lúc mà phía Nam Hàn và Hoa Kỳ vừa hoàn tất xong một cuộc tập trận bằng các cái chiến đấu cơ của không quân mà Bắc Hàn cho rằng đây là sự đe dọa trầm trọng đối với họ. Và trong bản statement đưa ra từ Bộ Tổng tham mưu của Nam Hàn nói rằng họ đã quan sát cẩn thận về các cái biến động từ phía của Bắc Hàn. Trong khi đó thì Bắc Hàn đã gia tăng thử nghiệm rất nhiều những cái vũ khí của họ trong những tháng gần đây, trong đó bao gồm luôn các cái hỏa tiễn đạn đạo được bắn ra từ tiềm thủy đỉnh. Và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt đầu thúc đẩy việc sản xuất rất nhiều những loại vũ khí khác nhau ở tại Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những biến chuyển mới nhất có thể dẫn tới một cái cuộc căng thẳng hơn trên bán đảo của Đại Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, ba người đàn ông đã bị truy tố tại Anh về tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo của Hồng Kông. Bản tin mới nhất cho biết thì cảnh sát tại London đã truy tố ba người đàn ông đã vi phạm vào đạo luật an ninh quốc gia của Anh trong ngày 13 tây tháng 5. Cả buộc những người này đã tìm cách giám sát một cựu À, nhưng à, lãnh đạo đối lập của Hồng Kông trước đây vốn là một thành viên trong hội đồng lập pháp của Hồng Kông là Nan Tha Lo, người được xem là đang bị săn lùng bởi cảnh sát của Hồng Kông. Ba người này gồm có Chu Bi Yuan 63 tuổi, vốn là một quản lý về một cái công ty một cái tổ chức gọi là Economic and Trading Office của Hồng Kông, à, đang à, ở tại London. Người thứ hai là Chi Li Wai 38 tuổi và người thứ ba là Mark mươi 37 tuổi đã bị truy tố tội hỗ trợ cho cơ quan tình báo của ngoại quốc và sự xen vào của ngoại quốc trong cái lãnh thổ của anh và theo tương trình cho biết thì những người này đã tìm cách gọi là giám sát đối với lại nhà hoạt động đối lập vốn là cựu À, nhà, hội đồng lập pháp của Hồng Kông trước đây là Nathan Lo, một trong những nhà bất đồng chánh kiến nổi tiếng của Hồng Kông. Và trong đó thì à, ông quay được mô tả là một à, cảnh sát biên giới của Anh Quốc, có trụ sở tại London ở cái phi trường Heathrow và đã ông ta đồng thời cũng là giám đốc và sáng lập của một cái tổ chức gọi là Defi. Security. Security, một tổ chức an ninh tư nhân mà trong đó ông Quay đã làm với lại 20 năm kinh nghiệm trong cái giới quân sự và giới cảnh sát của anh. Và giờ đây, người người này đã bị truy tố tội gọi là làm gián điệp và tiếp tay cho lực lượng tình báo của Hồng Kông để giám sát tất cả những nhà bất đồng chính kiến tại Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, 1 tỷ đồng chỉ mua được một năm tù. Đó là cái tình trạng của ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng y tế của cộng sản việt nam. Bản tin mới nhất cho biết, thì nguyễn thanh long cựu bộ trưởng y tế sau khi mà nộp lại một tỷ đồng tiền việt nam cho cái vụ án uh, kick việt á thì giờ đây ông ta được giảm tù một năm và đây là một trong những cái xu hướng mới của các cán bộ đảng viên trong quần máy cai trị giữa lúc mà việt nam đang tình lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và không đủ tiền mặt do đó thay vì sự án nặng đối với lại các cán bộ đảng viên đã tham nhũng thì họ buộc các cán bộ đảng viên giao nộp lại tài sản trị giá tiền bạc và tài sản để mà mua án tù giảm thấp hơn và Nguyễn Thanh Long đã được giảm án một năm tù sau khi mà nộp tiền khắc phục hậu quả lên tới một tỷ đồng tiền Việt Nam đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất trong cái xu hướng mới của Đảng Cộng sản tìm cách thu hồi và lấy tiền của các cán bộ đảng viên à, được xem là tham nhũng lạm quyền để mà bù đắp cho việc thiếu hụt cái ngân sách hoạt động của cộng cộng sản tại Việt Nam, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay thì à, tình trạng mà buôn người và đưa người lậu với sự cấu kết của bộ ngoại giao đã được che đậy bằng một cái hình thức cáo trạng đối với 10 người mà công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra và nói rằng những người này đã tổ chức đi du lịch qua Hàn Quốc và trốn ở lại và người 10 người này được xem là nằm trong tổ chức buôn người. Bản tin mới nhất cho biết thì công an Quảng Ninh sau khi có áp lực từ phía của cảnh sát quốc tế và các lực lượng công lực của Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cho bắt giữ ít nhất là 10 người trong một cái đường dây là chuyên môn tổ chức đi du lịch nam hàn rồi sau đó cho những người du lịch này trốn ở lại và đa số những cái đường dây tổ chức này đều nằm ở Nghệ An. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất sau khi có áp lực của Interpol tức là cảnh sát quốc tế cũng như là law enforcement của Korea tức là cái lực lượng mà tổ chức uh, nhân viên công lực của Nam Hàn đã lên tiếng và cáo buộc rằng phía Cộng sản Việt Nam đã dung dưỡng cho những đường dây buôn người lợi dụng cái vấn đề cấp chiếu kháng của chính quyền Nam Hàn để mà đưa người lậu vào trong lãnh thổ của Nam Hàn và sau đó trốn ở lại. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc mạnh mẽ của phía Nam Hàn đã đưa ra và buộc phía Công an Cộng sản Việt Nam phải hợp tác để chống lại các đường dây buôn người. Và bây giờ thì Công an ở tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 10 người và truy tố tội đưa người lậu vào Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay lại có những kẻ khùng điên ra giữa đường, nằm giữa đường để tập yoga ở tại tỉnh Thái Bình. Bản tin mới nhất cho biết thì sau khi mà có những cái sự than phiền của những người dân ở Thái Bình khi mà một số người mang danh nghĩa là tập yoga đem khăn trải ra trên lòng đường ở giữa mặt đường và nằm tập yoga gây trở ngại cho việc giao thông tại đây thì bây giờ công an cộng sản mới bắt đầu nhúng vào để mà có thể điều tra coi những người này là ai trong đó thì có một ít nhất là 6 người đã bắt đầu trải những tấm khăn ở trên lòng đường tức là trên mặt đường ở ngay giữa đường và kể cả ngay ở cái lên bên trái hay là bên phải và trong đó họ uống mình lên gấp mình xuống theo cái tư thế tập yoga và hình ảnh này đã khiến cho nhiều cư dân ở tại của Thái Bình đã phản ứng và nói rằng đây là cái hành động được xem là vô trách nhiệm và mất dạy của một số người là cố tình đã chọn những cái nơi được xem là có cái cuộc giao thông qua lại để gây cản trở về giao thông. Đây được xem là một trong những cái chi tiết liên quan tới tình trạng mà một số người Việt Nam muốn gây nổi tiếng trên mạng xã hội đã chọn những cái à, gọi là những cái động tác hay là những cái hành động được xem là khùng điên để gây chú ý cho cư dân trên mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta phải sẽ gặp lại sau. Bye bye.